Thưa quý vị và các bạn, trong lời chúc Tết Xuân Giáp Thìn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã khẳng định, năm Quý Mão 2023 đi qua với nhiều khó khăn thách thức và yếu tố tác động bất lợi, phức tạp, khó lường. Song tỉnh Hưng Yên tiếp tục đạt được những thành tựu phát triển toàn diện, nổi bật, tạo bước đột phá quan trọng, nâng tầm thế và lực của tỉnh. Hòa cùng không khí hân hoan phấn khởi của xuân mới Giáp Thìn, chúng ta cùng nhìn lại những điểm sáng trong sự phát triển của tỉnh Hưng Yên năm 2023 với nhiều con số ấn tượng kỷ lục. Tăng trưởng GDP năm 2023 của Hưng Yên đạt 10,05%, gấp đôi so với mức tăng trưởng GDP của cả nước và xếp thứ 7 toàn quốc. Quy mô nền kinh tế đạt kỷ lục 143.000 tỷ đồng, vượt qua cả một số thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 70.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách đạt 33.100 tỷ đồng, vượt 44% so với dự toán, xếp trong top 10 cả nước. Hưng Yên tiếp tục tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về trung ương. Xưa nay chúng ta vẫn hay nói rất nhiều, kể cả các cái địa phương mà tự cân đối cũng như rất nhiều địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, đó là ngân sách địa phương của chúng ta hầu hết là trông chờ vào từ nguồn thu từ đất đai. Hưng Yên là một tỉnh giáp với Hà Nội và cũng có những cái lợi thế nhất định về quỹ đất cũng như cái khả năng thu ngân sách từ đất đai. Nhưng cái ngân sách năm 2023 lại không dựa nhiều vào đất đai, mà chúng ta đã dựa vào những nguồn thu, nó có cái nguồn gốc và nó có cái cơ sở vững chắc hơn rất nhiều. Đó chính là cái phát triển kinh tế trên chính địa bàn. Năm 2023 đánh dấu sự đột phá về hệ thống giao thông với trên 430 km đường các loại được thực hiện, kinh phí trên 7.700 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2022. Đường đối hai cao tốc cùng đường song hành hai bên được thông xe kỹ thuật, trở thành con đường to đẹp nhất Hưng Yên với 10 làn xe. Đường Tân Phúc Võng Phan gần 3.000 tỷ đồng được khởi công. Đặc biệt, dự án đường vành đai 4 đang được tích cực triển khai. Những tuyến đường không chỉ nối các địa phương đến gần với nhau hơn, mà với những con đường ngắn nhất, hiện đại nhất, hàng hóa sẽ được lưu thông nhiều hơn, các nguồn lực sẽ được khơi thông một cách mạnh mẽ hơn, đại lộ Sinh Đại Phú. Năm qua, toàn tỉnh giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 210 ha đất cụm công nghiệp, khởi công 3 khu công nghiệp lớn và 4 cụm công nghiệp. Hưng Yên nằm trong phân khúc thị trường bất động sản công nghiệp cấp 1 hấp dẫn nhất ở miền Bắc và đang sẵn sàng lót ổ, đón đại bàng. Năm 2023, lãnh đạo tỉnh có một số chuyến tháp tùng lãnh đạo đảng, nhà nước, công du nước ngoài như tham dự diễn đàn APEC tại Hoa Kỳ, diễn đàn kinh tế Việt Nam, Nhật Bản tại Tokyo. Qua đó, nhiều cuộc xúc tiến đầu tư hoạt động hợp tác giữa Hưng Yên với các đối tác lớn được ký kết. Những nỗ lực tích cực ấy giúp năm 2023, Hưng Yên thu hút được nguồn vốn đầu tư kỷ lục tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng đạt kỷ lục 1,05 tỷ đô la Mỹ, dù cho bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Quả ngọt vẫn sinh sôi khi tích cực gieo trồng vun sới. Chỉ số PCI của Hưng Yên vươn 25 bậc lên thứ 14 của cả nước, năng lực điều hành của chính quyền tỉnh được đánh giá cao. Những cái nỗ lực của tỉnh Hưng Yên chúng tôi rất là ấn tượng, đặc biệt là ở các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại tỉnh Hưng Yên, tất cả mọi người đều là chưa có gì bất mãn đối với tỉnh Hưng Yên. Đột phá về phát triển kinh tế, Hưng Yên cũng hướng đến sự phát triển bao trùm. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,93% xuống còn 0,86%, một bước giảm ngoạn mục để hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5% vào năm 2025. Là thị trường bất động sản đô thị sôi động phía Đông Hà Nội, Hưng Yên cũng đang dần trở thành nơi đáng sống với hàng loạt đô thị sinh thái hiện đại quy mô lớn đang được triển khai như Đại Đô Thị, Eco Park, Ocean Park 2 và 3.